À đuôi. Nướng gì vậy? Thơm quá vậy, ngon quá vậy? Vô, cho miếng đi. Nướng chưa xong mà rồi cho miếng. Vô, giả đâu vậy? Nhưng mà cũng không có phần chú đâu. Hả? Nhưng mà cũng không có phần. Gì không có phần chú? Công sức của chú mà. Sao? Ở đâu ra mua ngon như vậy? Ở đâu mà ngon như vậy? Cho miếng đi. Đấy. Cho miếng đi, xíu để chú nướng cho. Nướng à? Ừ. Sao? Cho hai cái. Cái gì cho có hai cái miếng? Hai cái. Cái xào cho có hai cái miếng? Hai cái. Trời ơi. Trời ngon lắm các bạn à. Sao xíu có cho không? Cho hai cái. Gì cho có hai cái miếng? Hai cái. Cho phải cho nhiều nhiều lên chứ cho hai cái miếng. Cái này để không có ai nữa mà. Vậy hả? Ừ. Huy đâu? Đâu biết. Xíu có cho Huy ăn không? Không. Không cho hả? Cái thằng đó ăn một phát là hết luôn á. Ăn một phát là hết luôn hả? Trời ơi, cho nó ăn nữa chứ. Mập quá mà. Mập quá hả? Ừ, được đó. Nghe nghe cũng hay á. Ô và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì các bạn thấy không? Mình ra ngoài kia là mình thấy Phú nướng gà các bạn ơi. Trời ơi, bỗng dưng một cái ý tưởng nó rất là hay hiện trên đầu mình. Bây giờ các bạn, bây giờ mình sẽ đi vô xem thử là Huy Trẻ Châu đang làm gì ở trong cái phòng của mình nha bạn. Xong rồi mình sẽ kêu là gì ta. Xíu nữa là mình sẽ giao bộ là mình nướng thay cho ông Phú. Xong rồi gà nó chín xong mình đuổi Huy Trẻ Châu ra ăn. Xong rồi kiểu cho Phú là thấy xem thử là phản ứng của hai bọn nó sẽ như thế nào nha bạn. Nói chung là mình nói thì các bạn hiểu rồi, nó rất là dài dòng luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi vô thực hiện clip cho các bạn xem luôn. Bây giờ đi vô xem thử là Huy Trẻ Châu đang làm gì trong đó. Xong mình sẽ vô mình cài gà. Kiểu như là mình xíu là mình nướng xong mình sẽ kêu Huy Trẻ Châu ra ăn gì đó các kiểu nha các bạn. Ok, các bạn muốn clip như thế nào hãy chừng chờ đến xem clip của mình nhé. Ui, ăn chơi game biết Huy. Hello. Hả? Ăn chơi game tới mày vậy hả? Trời ơi, ôi trời, nhìn mướt mà mệt lên, chơi gì đây? Ôi, đu free fire các kiểu rồi. Ăn gà không? Xíu ăn gà không? Có chứ. Hả? Trời ơi, nãy tự nhiên bắt được con gà ngon lắm. Còn đang nướng nó kia kìa. Trời ơi, thấy bị ngon luôn. Hồi nãy ướp gia vị hết rồi. Để xem Huy bắn gì đây nha các bạn ơi. Ăn nó ngồi nó chơi game miết thôi các bạn à. Đấy, trưởng luôn á. Để xem coi. Ui. Lia liền. Du. Du bắn toàn sót trên không các bạn à. Sao, xíu ăn gà không? Có. Hả? Cậu đang nướng dưới kia rồi. Xíu xuống xem thử cái hông gà nó cháy nữa. Đây các bạn thấy không? Ôi trời ơi. Đồ. Ổn không? Nó bắn ghê chưa? Cái này đù, bắn ghê, hơi bị ghê luôn nha các bạn ơi. Thì để xem nữa là Huy bắn như thế nào đây nha các bạn. Đây Huy, đấy. Huy bút tông ghê quá các bạn à. Quá dữ luôn các bạn ơi. Để xem nó coi. Rồi. Thôi xuống còn nướng gà đi. Xíu xíu có gì cậu mang lên ăn nha. Ok không? Ăn okay. À, không? Có ăn không? Chắc không? Dạ. Ok. Thì các bạn thấy Huy Trẻ Châu đang chơi game trong kia đúng không? Thì ok, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ Phú Trẻ Châu xem thử là sẽ như thế nào nha các bạn. Nói chung là xem thử thì hồi nãy nghe Phú nói kêu là không đâu cho chế Huy Trẻ Châu ăn đâu. Trời ơi. Cái thật sự luôn, nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ ra chỗ cho các bạn xem luôn. Trời ơi, nướng gà bây giờ chín chưa? Hả? Sao giờ có cho Huy nó ăn không? Để biết đường nè. Trời ơi, nướng gì chín rồi nè, cháy. Đưa chú chở cho, đưa chú chở cho. Cháy rồi. Chở đi. Sao giờ có cho Huy ăn không? Không. Hả? Không. Sao vậy? Xong cho Huy ăn vậy? Mập địch quá ăn một phát hết luôn. Nó mập địch quá ăn một phát hết luôn hả? Sao trời ơi, chú lo mà trời ơi. Nếu lỡ nó ăn sao? Nếu lỡ nó ăn sao? Quýnh thấy bà nó luôn hả? Ừ. Trời ngon không các bạn? Trời ơi, rất là xuất sắc luôn nha các bạn ơi. Sao giờ có cho nó ăn không? Không. Không cho đúng không? Ừ. Rồi xíu hả chú cháu mình ăn thôi nghe chưa? Sao? Gà chín chưa? Cái gì? Chưa? Sao nhắc thấy gà, à thấy nhầm như vậy? Chưa. Ôi, lo chơi game đi kìa, chín vậy. Xíu là có gì xuống ăn nha, chứ chín rồi á. Làm gì chơi hết trận rồi, xuống ăn nghe chưa? Chứ cậu là cậu, xuống là cậu, nướng là xuống ăn nhanh chứ không là hết. Để cái... Hả? Không là hết luôn. Cái gì? Không là hết luôn. Ừ, ăn là nhớ ăn là nhanh nghe chưa, chứ đừng ăn từ từ nha. Ăn là nhanh nghe chưa. Nhớ nha, hết trận xuống nha. Nhớ. Chú nó cẩn thận nha. Đi đâu vậy? Đi xin. Ôi mình nướng gì cháy hết trơn vậy? Này, cháy hết trơn nè. Trời ơi. Các bạn nhìn thấy rất là chất chơi luôn nha các bạn ơi. Đây, các bạn thấy chưa? Ok liền nha các bạn ơi. Trời, nước mượt lên. Gì vậy? Nước mượt. Đây, các bạn thấy chưa? Trời ơi. Rất là ngon luôn. Trời ơi, ngon nước mượt liền. Cái gì thơm vậy? Hả? Cái gì thơm vậy? Thơm không? Ừ. Đây, các bạn thấy không? Trời ơi. Đây, quý này. Thử
thưởng trước một miếng thôi. Ngồi đây. Ngồi đây thưởng trước luôn nè. Nè, cho một miếng ăn thử đi. Ăn sẽ thử ngon. Ăn thử luôn. Đó, con người con nứa này nha. Thử rồi. Thử miếng rồi. Sao? Ừ, không, cho miếng rồi. Đây, cho miếng nha. Không, ngon. Cái này chú đem lên kia, chú có rồi chú thưởng thức nha. Được không? Rồi coi nướng cái này xong rồi cầm lên luôn nha. Nha, ăn cho ăn nha. Sao ăn hết vậy? Ăn hết nào? Hả? Chứ ai ăn? Này, ai biết? Giờ. Sao vậy là sao? Giờ mày kể lại chú xem này. Chú không biết gì cả. Chú kêu là Huy sao con ra con ngồi cũng ăn không vậy? Sao mày tự nhiên mày ăn vậy? Ờ. Tao không biết gì hết đó. Chứ ai sao, ai tự nhiên? Nè vô anh. Mày không biết sao mày sao mày biết xuống đây được mà mày đúng mày rồi. Tao ở trên phòng chơi tao thấy mùi thơm thơm gì đó cho xuống tao xem. Ôi tự nhiên nghe mùi thơm thơm. Mày xem thì mày từ từ. Mày biết của ai mày xin mày ăn chứ sao mà mày làm gì vậy? Tao đâu thấy ai. Thấy ai? Thấy ai? Chẳng lẽ giống như là giờ bây giờ thế này nha. Giờ mẹ mày làm mày lượm được cái không. Ví dụ như mày đi. Mày rớt được cái mày rớt cái ví. Đó, người ta tới người ta không thấy ai hết người ta lượm của mày rồi mày có chịu không? Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi. Đó. Thứ gì? Đó. Đây. Còn một miếng nữa. Thôi, đưa đây, chú ăn. Thôi mày chơi ăn dở rồi. Cái gì? Về luôn đi. Cái gì giờ sao này? Giờ quyết một cỡ một cái này. Giờ mày có lấy không? Giờ có lấy không? Có. Huy lấy đúng không? Không. Chú là chú không lấy nha, chú không biết gì cả. Mày chết. Chú ngồi xuống này nè, hồi nãy nè. Chú là chú ngồi ở đây nè. Cái này xong phú nó ra nó kêu nè. Hồi nãy ra kêu chú nướng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, nãy chú ra chú nướng rồi. Rồi chú đi vệ sinh xong. Tự nhiên Huy vô ăn hết luôn chứ hồi nãy thấy nhiều như gì luôn mà. Nhiều quá. Nhìn nè quá trời luôn xong. Ê nha, nói nha. Gì? Ăn hết gà chắc chắn phải có xương không? Thôi ai biết đâu, trời ơi gà nữa, gà ai xương. Ai mà biết mình... được. Gà chắc chắn phải có xương á. Gà không có xương sao sống. Mày ai biết đâu, gà không, gà thịt không có xương. Không biết, bây giờ bú, bây giờ lo lại bú đi, chứ mẹ bú không biết nữa. Thấy chưa? Chưa. Ăn chi vậy? Ăn đâu ra? Ăn hết luôn, không còn một chục luôn gà. Tính ra là chỗ này là... Nè, chú nào chú có đủ đâu chú đủ nào cháu rổ lên là chú đủ đâu nào chú gì đâu không ai đủ cháu rổ chú đủ nào chú đủ không ai ăn hết này đâu giờ nó tức rồi thôi thì cha đi ngồi ăn tiếp cha nó đi à ăn mình luôn đi ăn gì ăn dữ đi để ăn gì ăn dữ đi ăn mình luôn đi nha